Miss Hoa Business English. Chào tất cả các bạn, lại là huấn luyện viên Đoàn Viên đến từ Miss Hoa tiếng Anh giao tiếp thương mại. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học 5 cặp động từ và danh từ rất phổ biến trong tiếng Anh giao tiếp thương mại. Từ và danh từ đầu tiên mà cô muốn chia sẻ đó là gì? Ok, khi mà chúng ta làm ăn với đối tác của mình thì phải cùng nhau ngồi lại thương lượng về những điều khoản trong hợp đồng, đúng không các bạn? Và cặp động từ đầu tiên thương lượng đó là gì? Very good, negotiate. Và mình cùng nghe lại phát âm cho từ này nhé. Negotiate. Mình không đọc là negotiate, không đọc là negotiate, mà đọc là negotiate. Cho nên lúc này mình sẽ có âm sh, mình phải cong lưỡi nha. Negotiate. Danh từ của negotiate là ok, well done. Negotiation. Negotiation là sự thương lượng. For example, we want to break off this negotiation. We want to break off this negotiation. Want to, khi mình đọc nhanh thì mình có thể đọc lướt, mình đọc là wanna. We wanna break off. Break off có nghĩa là phá vỡ, hủy bỏ. Vậy khi mà mình đọc nhanh thì mình có thể nối qua break off. We wanna break off this negotiation. We wanna break off the negotiation. Okay, easy đúng không? Okay, so now move on to the second one. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với cặp động từ và danh từ thứ hai. Okay. Và mình có thương lượng là negotiate. Bây giờ một từ gần nghĩa với thương lượng mình sẽ có thảo luận, đó là gì? Ok, well done, đó là discuss. Và mình có danh từ dành cho discuss, đó là discussion, đúng không? Yeah, discussion. The question is under discussion. Question, không phải là question, mà là question. Mình có âm k và âm w kết hợp với nhau. Ok, chúng ta nhé. Question. The question is under discussion. Mình có cụm từ under discussion có nghĩa là đang được thảo luận. Câu hỏi này thì đang được thảo luận. Nói đến cụm từ under discussion thì cô nhớ có rất nhiều những cụm từ rất là hay liên quan đến giới từ under này. Under renovation, đang được nâng cấp đúng không? The office is under renovation. Under repair, đang được sửa chữa. The machine is under repair. Máy móc thì đang được sửa chữa. Under construction, đang được thi công. The building hoặc là the street is under construction. Tòa nhà hoặc là con đường thì đang được thi công. Ok, hay chưa? Rồi tiếp theo, bây giờ mình sẽ qua cái cặp động từ và danh từ thứ ba. Sau khi mình có thương lượng, mình có thảo luận, bây giờ mình sẽ có sự đồng ý. Sự đồng ý ở một số những cái điều khoản nào đó trong hợp đồng. Vậy sự đồng ý tiếng Anh là gì? Đúng rồi, very good. Agreement. Agreement. Và danh từ agreement này có động từ tương ứng là to agree. Và mình để ý này, agree. Mình có âm y đằng sau ấy, đó là y dài. Vậy thì y dài mình sẽ đọc là y, có nghĩa là mình bẹp miệng mình ra hai bên này. Ok, say again. Agree. Agree. Vậy mình sẽ có một số những ví dụ như sau. I agree with you. I agree with you. Tôi đồng ý với bạn đấy. I agree to do it. I agree to do it. Tôi đồng ý làm việc đó. Ok, vậy thì mình sẽ có hai trường hợp với to agree. Agree with somebody, đồng ý với ai. Hoặc là agree to infinitive, đồng ý làm một việc gì, mình sẽ cộng với to infinitive. Trước khi có sự đồng ý về một số những điều khoản trong hợp đồng thì chúng ta phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng không? Vậy thì mình có sự chuẩn bị là gì? Amazing, đó là preparation hay là preparation. Mình có hai cách đọc, preparation hay là preparation các bạn. Mình sẽ chọn cách số 2 nhé. Đừng đọc là preparation mà phải đọc là preparation. Ok, now say it again. Preparation. Preparation. Một từ mình sẽ có bốn âm tiết và dấu nhấn CR vào âm tiết thứ ba nhé. Preparation. Và danh từ preparation có động từ tương ứng là to prepare. Ok, đúng rồi. To prepare. Yeah. Vậy thì I give you one example now. Are you busy preparing for a meeting? Are you busy preparing for a meeting? Câu này có nghĩa là gì?
bạn đang bận chuẩn bị cho cuộc họp hay sao? Ok, are you busy preparing for a meeting? And the last one, và cặp động từ và danh từ cuối cùng mà chúng ta học ngày hôm nay, đó là động từ to propose. Vậy to propose có nghĩa là gì? Very good. To propose có nghĩa là đề nghị, đúng không? Vậy thì động từ to propose này có một danh từ tương ứng là gì? Proposal. Ok, amazing. Proposal. Muốn để ý đến cái final sound của từ này, proposal, tận cùng của cái từ này là âm l, cho nên nó là âm lưỡi sau răng. Vậy chúng ta phải để lưỡi đằng sau hàm răng trên khi kết thúc từ này. Ok, bây giờ chúng ta cùng say it again. Proposal. 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 Ok, very easy đúng không? Proposal. For example, mình sẽ có một ví dụ như sau đây. The director approves the proposal. The director approves the proposal. Giám đốc thì phê duyệt thông qua cái lời đề nghị này. Ok, very easy đúng không? Nhắc đến easy thì cô vừa sực nhớ đến một cái thành ngữ rất hay trong tiếng Anh mà bản xứ rất hay dùng. Trong cái thành ngữ này thì bản xứ sử dụng cấu trúc so sánh bằng. Vậy thì các bạn có nhớ so sánh bằng thì mình sẽ sử dụng cấu trúc gì không? Ok, well done, đúng rồi. Đó là cấu trúc as, đúng không? Vậy thì giữa as và as mình sẽ cần từ loại gì? Ok, that's good. Đúng rồi, đó là tính từ, adjective, hoặc là adverb, trạng từ, đúng không? Vậy ở đây mình có tính từ dễ, tiếng Anh mình gọi là easy. Vậy thì mình sẽ sử dụng là as easy as blah blah blah. Can you fill in the blank for me? Mình có thể điền vào chỗ trống cho cái blah 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 này giùm cô được không? Tiếng Việt mình nói là dễ như trở bàn tay, đúng không? Dễ như ăn cháo, dễ như ăn cơm, ok. Vậy thì đối với bản ngữ người ta sẽ sử dụng là as easy as cái gì đây? Gợi ý nhé. Khi mà mình học tiếng Anh thì những cái bài đầu tiên, những cái điều đầu tiên mà chúng ta học sẽ là bảng chữ cái, là alphabet, đúng không? Và các bạn có thể cho cô ba cái chữ cái đầu tiên trong tiếng Anh là gì không? Đó là A, B, C. Rất là dễ đúng không? Vậy thì bản ngữ sẽ nói là as easy as A, B, C. Và cô hy vọng rằng bài chia sẻ này thì các bạn có thể hiểu và cảm nhận được rằng nó as easy as A, B, C. Ok, that's it for today and see you next time. The bear has gripped me but here